Chiều ngày 27 tháng 10, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Bình Dương xác nhận đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông S, 58 tuổi, công tác tại đội thuế liên xã số 3, chi cục thuế khu vực Bến Cát. Trước đó, người này được lực lượng chức năng yêu cầu đo nồng độ cồn, nhưng không chấp hành, đòi ném ly nước vào mặt lực lượng chức năng. Cùng với việc kỷ luật ông S, cơ quan chức năng cũng bố trí người này làm công việc khác. Trước đó, ngày 27 tháng 9, Tổ công tác số 4, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an phối hợp với Công an huyện Bầu Bàng tổ chức đo nồng độ cồn trên địa bàn. Trong quá trình kiểm tra, ông S xưng là cán bộ ngành thuế và không chịu chấp hành đo nồng độ cồn. Khi lực lượng cảnh sát hỏi người này có chấp hành hay không thì người này trả lời là không. Sau khi nắm sự việc, lãnh đạo Cục Thuế Bình Dương đã yêu cầu chi cục thuế khu vực Bến Cát nhanh chóng báo cáo để xử lý cán bộ theo đúng quy định. Sau đó, ông S bị tạm đình chỉ công tác từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 10 tháng 10 để xem xét, xử lý kỷ luật về hành vi vi phạm nội quy, quy chế cơ quan.